Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện dài tập có khoảng 6 7 tập rất hay của tác giả Minh Hoàng có tựa đề Nhìn Thấy vòng hồn. À, thưa quý vị, hy vọng câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái trải, trải nghiệm về tâm linh đặc sắc hơn nữa. À, rất cảm ơn tác giả Minh Hoàng đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất là hay. À, còn ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 có phần diễn đọc của định soạn Trong thế giới ngày nay Tuy khoa học đã phát triển đến mức vượt xa sự tưởng tượng của con người Nhưng ở đâu đó vẫn còn có những thứ mà khoa học không thể nào có thể giải thích nổi Tiêu biểu và tốn nhiều giấy mực nhất trong các cuộc tranh cãi Đó chính là có hay không thế giới âm dương Hay nói cụ thể hơn đó là ma Là những linh hồn của con người sau khi chết Liệu chết có phải là hết hay không? và sau đây hãy cùng chúng tôi khám phá một khía cạnh khác của sự tranh cãi này phạm nhật thành là một người con trai mới tốt nghiệp đại học học viện cảnh sát nhân dân trong gia đình thì bố của bà huệ đều là những viên chức bình thường bố thành là kỹ sư xây dựng còn mẹ thì là làm trong ủy ban của phường tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ở trên tay thành được tuyển vào một đơn vị cảnh sát hình sự với cấp bậc trung úy khỏi phải nói điều này khiến cho bà huệ tự hào lắm là con trai một cho nên hai người cứ như vậy khoe thành đi khắp nơi từ họ hàng hàng xóm cho đến những bạn bè trong cơ quan hãnh diện là như vậy nhưng cứ mỗi lần gặp bạn bè của mẹ là thành phải gồng mình lên cho ra dáng một hình tượng con nhà người ta trong mắt của họ tiếp đến là ngoại hình của thành phải nói sao nhỉ thành không thể tự nhận mình đẹp trai nhưng bạn bè và nhất là những cô gái Thành gặp thì đều nhận xét Thành có vẻ ngoài ưa nhìn, da trắng cao trên 1m8, có bụng sau múi. Nói chung thì mọi thứ đến với Thành là khá hoàn hảo, chỉ việc Thành không có nổi một cô người yêu mà thôi. Một phần cũng vì môi trường học tập và làm việc khiến cho Thành không có thời gian để làm quen với ai. Và anh ta cũng khá là nhút nhát trong việc bắt chuyện với một người bạn khác giới. Vì những lý do đó mà cho đến tận giờ 24 tuổi rồi nhưng Thành vẫn độc thân Không sao Độc thân vui tính mà Ít ra thì Thành nghĩ như vậy Tiếng chuông báo thức làm cho Thành bật dậy Anh vươn vai một cái ngáp lấy ngáp để Thành ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường 6 giờ sáng Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm Thành lo lắng lắm Không biết cơ quan mới sẽ như thế nào Anh chị đồng nghiệp có dễ tính hay không nhiều thứ nhưng mà tất cả không là gì so với bà Huệ. Nhìn gương mặt của bà mà Thành thấy vừa buồn cười vừa thương. Mẹ chạy hết chỗ này cho đến chỗ kia cuống quyết lên cả. Nào là chỉnh lại quần áo xem đồ ăn sáng đã ổn chưa. Đôi giày Thành mang có đủ bóng hay chưa. Thành cứ bước ra gần cửa thì mẹ lại gọi với lại ngắm xem đã chuẩn chưa. Thành phì cười và nói. Thôi mẹ vào nhà chuẩn bị đi làm đi con đi đây ấy thế mà mẹ vẫn ra tận cổng để tiễn thành cơ chứ chạy vi vu ở ngoài đường thành hít thở bầu không khí trong lành của thành phố và sáng sớm hôm nay thật là một ngày đặc biệt có thể cuộc đời của thành sẽ rẽ sang một trang mới kể từ đây lần đầu tiên đặt chân vào cơ quan thành đã cảm nhận được sự nghiêm trang và nghiêm túc ở đây cách mọi người làm việc nghiêm túc đến nỗi khiến cho anh cảm thấy vừa thích thú vừa hồi hộp sau khi trình diện với giám đốc sở cảnh sát thì Thành được điều qua tổ trọng án số 3. Bước chân tới căn phòng có tấm bảng khá lớn ở trên cửa, tổ trọng án số 3. Thành khẽ đưa tay gõ nhẹ, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông. Mời vào. Anh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cánh cửa bước vào. Trái hẳn với tưởng tượng của Thành về khung cảnh những người đang làm việc một cách hết sức tập trung. Trước mắt của Thành bấy giờ là mấy đĩa trái cây và bánh kẹo đã bày sẵn ở trên bàn. Sau đó là những khuôn mặt hết sức thân thiện đang nhìn Thành. Một người đàn ông đã đứng tuổi tiến đến giơ bàn tay. Chào cậu, cậu là Thành phải không? Thành vội vàng đưa bàn tay của mình bắt lấy tay của ông rồi cười nói. Dạ em là Thành mới được phân công về đây à? Chào cậu tên là Khuê, là đội trưởng đội trọng án số 3. Sau đó Thành lần lượt chào hỏi khắp một lượt những người ở trong phòng. Họ niềm nở nhìn Thành rồi chào lại. Thực sự thì mọi thứ không giống với suy nghĩ của Thành lắm. Nhưng tốt mà, Thành hạnh phúc vì điều ấy. Sau màn chào hỏi thì đến phần phân công công việc. Anh được mọi người phân công ở vị trí văn thư, soạn hồ sơ để làm quen trước. Thành vui vẻ nhận công việc cho đến gần một tuần sau thì mọi thứ thật nhảm chán. Một ngày công việc của Thành quanh đi quần lại chỉ là soạn thảo văn bản đánh máy các chứng từ hồ sơ mà thôi hôm nào khá hơn thì được xem băng hình của những vụ án nhưng cái thành muốn không phải là như vậy bởi anh được huấn luyện và tốt nghiệp xuất sắc ở vị trí trinh sát thành muốn ra địa bàn muốn trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt của ngành nhưng thời gian cứ như vậy trôi qua với một sự nhàm chán thành thành đang loay hoay soạn thảo mấy hồ sơ thì nghe sếp khuê gọi Thành vội vàng quay sang. "Già anh gọi em à?" Anh Khuê tiến tới bàn làm việc, nhìn Thành rồi cười. "Thành, có một tin buồn và một tin vui dành cho cậu, cậu muốn nghe tin nào trước?" Thành nhíu mày tò mò. "Già, anh cho em nghe tin buồn trước đi." Anh Khuê cười lớn rồi nói, "Tin buồn là cậu không được làm việc trong này nữa." Nói xong anh tiến tới vỗ vai của Thành một cái. Còn tin vui chính là cậu được phân công làm trinh sát trong chuyên án sắp tới. Nghe đến đây thì Thành mừng muốn phát khóc. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày nhàm chán thì Thành có được một công việc đúng với sở thích của mình. Nhìn thấy sự cuống quyết của Thành thì cả phòng đều bật cười. Chiều ngày hôm đó Thành được tham gia cuộc họp kín của tổ trọng án. Chuyên án lần này là truy quét một băng nhóm cá độ bóng đá, đánh bạc và cho vay nặng lãi một bức ảnh có khá nhiều người bên trong được chiếu lên. Anh Khuê đứng dậy giơ tay chỉ vào người đứng giữa tấm hình đang nằm trên màn hình chiếu. Các đồng chí chú ý đây chính là chín nghĩa là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Theo thông tin từ các trinh sát gửi về thì đây chính là kẻ cầm đầu cả đường dây đánh bạc với dòng tiền đổ vào hàng ngày hơn 10 tỷ đồng. Con số trên khiến cho cả phòng phải ổ lên kinh ngạc. Thật đúng là tiền bẩn thì lúc nào cũng là một con số dễ khiến cho người ta choáng ngợp. Thành nhau mắt nhìn hình ảnh của người đàn ông kia. Anh ta nhìn khá già so với độ tuổi 40 mấy của mình. Nhưng cũng dễ hiểu, thường thì những tên giang hồ cụm cán sẽ có vẻ bụi bặm, hung dữ và ngoại hình không mấy thiện cảm. Nói thêm về gã chín nghĩa kia, nhìn sơ qua thì thực ra không khó để nhận diện hắn vì vẻ ngoài bậm trợn dâu ria xồm xoàm kia thì hắn ta còn có một vết sẹo trải dài từ mắt trái xuống tận dưới cằm nếu gặp hắn ta ở ngoài đời thì chắc chắn thành sẽ nhận ra ngay đang mơ hồ nghĩ về hắn ta thì anh khuê gọi thành 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 giật mình rồi ngơ ngác nhìn ạ à, dạ em đây màn của anh khuê đột nhiên trở nên nghiêm túc lắm rồi nói nhiệm vụ của em lần này rất quan trọng nghe cho kỹ vì em là người mới cho nên chúng sẽ không biết được Cho nên dễ trà trộn vào địa bàn hoạt động Em tuyệt đối không được manh động Làm theo chỉ thị của cấp trên nghe rõ chưa Thành đứng nghiêm lại nói với giọng chắc nịch Dạ rõ Ngay ngày hôm sau Thành đưa các trinh sát khác đưa đến một dòng bài Trong địa chỉ hoạt động của tên chín nghĩa kia Thành xuất hiện dưới mắt của một thiếu gia ăn chơi sành điệu Nói chung thì những nghiệp vụ như thế này thành đã thấm nhuần hết từ lúc được đào tạo ở trong trường nhưng sự thật không như thành nghĩ vừa bước chân vào sới bạc cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của thành là một sự náo nhiệt đến hỗn loạn sòng bạc này được ngụy trang khá kỹ lưỡng dưới mắt của một khách sạn thành và các trinh sát khác phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới được đám vệ sĩ xác minh rồi cho vào bên trong ê thằng kia tính quyệt hả đập ra cho tao Tiếng thét từ chiếc bàn cuối dãy làm cho Thành giật mình. Hướng ánh mắt nhìn qua đó, Thành thấy một người đàn ông trung niên đang bị bốn năm tên thanh niên xăm trổ đè xuống đấm đá. Thành khừng lại mất vài giây rồi lở đi. Một anh trinh sát đã xâm nhập vào từ trước đó với danh nghĩa là một con bạc thân quen, rồi giới thiệu Thành qua. Có lẽ vì sự giới thiệu ấy mà Thành được ngồi vào chiếc bàn to nhất và cũng là trật tự nhất trong số năm sáu chiếc bàn ở đây. Ngồi được một lát thì Thành mới biết được Người ngồi trong bàn này là những doanh nhân Những ông chủ các doanh nghiệp lớn có máu đỏ đen Thành làm theo đúng kế hoạch và được bàn bạc từ trước Chỉ trong vòng 5 ván thì anh thua đến hơn 100 triệu Thực sự nếu đó là số tiền của mình thì chắc Thành sẽ tiếc đến mức tự tử mất Nhưng dù vậy Mặt của Thành vẫn đỏ bừng Trước sự thích thú của những con bạc xung quanh Một người đàn ông trưởng hơn 50 tuổi nhìn Thành rồi nở một nụ cười cợt nhà. Hey, cho em hết tiền rồi sao? Sao mặt mũi lại đỏ như ớt thế hả? Thôi, nếu mà cảm thấy không kham nổi thì đứng dậy đi, nhường chỗ cho anh em khác. Đã chuẩn bị trước cho tình huống này, Thành cười nhạt rồi giơ tấm thẻ ATM của mình ra. Trong này còn hơn 3 tỷ hay là mình chơi lớn một lần đi? Gã đàn ông ghi nhú mày, trông gã có vẻ bối rối. Một gã khác có vẻ lớn tuổi hơn ngồi gần đó và lên tiếng. Cậu trai trẻ, cậu tính dùng tiền để chết người ta hay sao? Còn ông nữa, bớt cái tính khích tướng người khác đi. Mọi người đến đây là để vui vẻ. Còn muốn gây sự thì e là không có để mặt anh Chín này rồi. Gã ta nói đến đây thì người đàn ông kia có vẻ sợ sệt lắm. Và anh Chín mà gã vừa nhắc tới chắc hẳn không ai khác chính là Chín Nghĩa. Còn cá lớn mà chúng tôi đang giằng bẫy. Thành nhách mép cười với vẻ hống hách lắm. Tôi tới đây cũng là vì muốn vui chơi mà thôi. Cái sòng này thua hay thắng thì cũng được bao nhiêu chứ. Thành muốn thắng thì phải thắng hàng tỷ. Chứ mấy trăm triệu này thì bỏ cái gì. Là do lão ta khích tôi mà thôi. Gã đàn ông lớn tuổi kia giơ hai tay ra hiệu làm hòa rồi tươi cười. Cậu thanh niên này đúng là có chí khí, ta rất thích. Còn ông, hai người bắt tay nhau giảng hòa đi rồi ta chơi tiếp gã kia nghe thấy như vậy thì giơ tay ra bắt tay của thành cho có lệ gương mặt của gã vẫn còn hậm mực lắm chưa thêm vài ván nữa thì thành giả vờ đi ra ngoài hút thuốc rồi hít thở không khí đúng như dự đoán đứng ở bên ngoài chưa đầy 5 phút thì gã đàn ông lớn tuổi kia cũng mò ra theo thành thành vờ như không để ý đến gã chào chàng trai cậu cũng ra đây hút thuốc sao thành quay sang nhìn gã ta rồi vờ như bất ngờ lắm à chào ông Tôi ra đây hít thở không khí một chút Không quen với ngột ngạt Gã ta nhìn Thành với một ánh mắt thân thiện rồi nói Lúc nãy trong sòng tôi có nhìn ra cậu là người tốt tính Rất sòng phẳng và đặc biệt là có một cây đầu rất biết nghĩ lớn Ông muốn nói gì thì nói ngay đi Thành không quen với việc vòng vo Gã ta cười một chàng rồi vỗ vai của Thành Khá lắm, vậy mới đúng là đàn ông chứ Nói rất lời thì hắn ta dúi vào tay của Thành một tấm cạc visit anh đưa mắt nhìn nó. Nhà tư vấn tài chính Nguyễn Mạnh Huy. Tấm cả visit chỉ vòn vẹn hai dòng chữ và một số điện thoại ở mặt sau mà thôi. Thành ngập ngừng định hỏi thì gã ta vội nói trước. Nếu mà cậu thực sự muốn kiếm tiền tỷ thì hãy gọi cho tôi. Thành giả vờ ngơ ngác gã ta quay lưng đi vào bên trong. À quên, cậu còn phải đam mê thể thao nữa đấy. Nói xong thì gã đi vào bên trong thành phì cười xem ra bước đầu đã thành công sau đó anh quay trở lại vào bên trong chơi thêm vài ván nữa để chúng không nghi ngờ rồi rút lui đợi chỉ thị của tổ chuyên án mấy ngày sau thành nhận được chỉ thị từ anh khuê liên hệ với gã tên huy đó lúc này thành mới thực sự tiếp xúc với mạng lưới cá độ của băng nhóm chín nghĩa tất cả đều vận hành không một kẽ hở máy chủ đặt ở nước ngoài khiến cho công tác điều tra hết sức khó khăn và nguy hiểm Tất cả tổ chuyên án cũng hết sức kiên nhẫn, tuyệt đối không manh động. Còn Thành thì có cảm giác tin tưởng, lần này không thể để lọt lưới tên nào cả. Đợi chờ gần một tháng thì thời cơ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mọi người đã thu thập đầy đủ chứng cứ về quá trình làm ăn phi pháp của chính nghĩa. Một cuộc họp gấp đã được triệu tập vào lúc 4 giờ sáng. Nhìn gương mặt người nào người nấy đều tỏ ra tràn đầy sự hy vọng. Anh Khuê mừng rỡ lắm anh nhìn hết tất cả mọi người rồi nói lần này nhất định không được thất bại thành đã xin được lệnh bắt khẩn cấp và liên hệ với tất cả các đơn vị cảnh sát cơ động tất cả các đồng chí lưu ý bắt được chín nghĩa lần này là nhiệm vụ ưu tiên và quyết định thành công của cả chuyên án đừng để mồ hôi công sức của anh em đổ ra một cách vô nghĩa cả phòng gần hai chục con người đồng thanh vâng giả thế là tất cả lên đường ngay rạng sáng ngày hôm ấy Đến trưa thì tất cả đơn vị đã vào vị trí. Đúng một giờ chiều thì chính nghĩa sẽ thực hiện giao dịch với một doanh nhân nào đó ở Mỹ. Tất cả kiên nhẫn trong vị trí phục kích mà chờ đợi. Đồng hồ điểm một giờ thì cũng là lúc nhìn thấy một hàng năm sáu chiếc xe đang di chuyển đến đỗ trước cổng dinh thự của chính nghĩa. Đợi cho tất cả bọn chúng vào bên trong thì chừng 30 phút sau những mũi trinh sát đầu tiên bắt đầu ập vào trong. Thành và hai đồng chí khác phục kích ở cửa phía nam của dinh thự. Tiếng súng vang lên làm cho Thành giật mình, có bắn nhau. Anh và hai người kia kiên nhẫn chờ thêm thì một lát sau. "Kìa kìa." Một người trong nhóm của Thành thốt lên, Thành nhìn theo hướng tay chỉ của anh ta thì biết một người đang chạy từ bên trong ra. Ngoại hình dáng vẻ và khuôn mặt người này cho Thành biết hắn là ai. Chính nghĩa Vừa thiết lên thì Thành và hai người còn lại nhảy ra khỏi chỗ nấp. Thành dư súng lên trời bắn chỉ thiên một phát, gã ta cách Thành chừng 20 mét mà thôi. Đột nhiên anh lắng nghe tiếng hét của hai người kia. Thành, Thành, lui lại! Thành quay lưng ra phía sau, trước mắt của Thành bấy giờ là một chiếc xe hơi đang phóng như bảy đến, và chỉ kịp thấy như vậy mà thôi. Một thanh âm gì đó vang lên, Thành thấy mình nằm ở dưới đất, hai mắt mở dần đi, hai tai vẫn nghe văng vẳng tiếng đồng đội thét gọi tên của mình thành thành ơi thành lơ mơ tỉnh dậy gọi là tỉnh dậy thôi chứ thực chất chỉ là mở ra hai con mắt anh cố gắng đảo mắt qua lại rồi thở vào đây là bệnh viện mình còn sống thành cố gắng cử động tay nhưng người của anh hoàn toàn không có chút sức lực nào cả bây giờ thì thành để ý được là cổ của mình đang bực bó và cố định lại Tiếng gọi vừa rồi nghe quen thuộc lắm Đúng rồi Là mẹ là giọng của mẹ Bà Huệ mẹ của anh thấy cặp mắt mở to của Thành Thì mừng rỡ lắm Bà chạy ngay đến bên rồi sụt sùi nói Thành ơi Thành con tỉnh rồi Rất nhanh sau đó Thành nhận ra rất nhiều người xung quanh Bố Thành xếp Thành Mấy anh chị đồng nghiệp và ba bốn người bác sĩ hay y tá gì đó. Thành chỉ lờ mờ thấy họ mặc đồ trắng mà thôi tất cả nhìn thành với một gương mặt mừng rỡ lắm xếp khuê nắm chặt đến tay của thành rồi nói cậu là niềm tự hào của cả đơn vị anh em đã rất lo lắng cho cậu nhưng càng nhiều giọt nước mắt rơi xuống thành càng lo sợ thành lo sợ mình bị gì đó như là tàn phế hay liệt chẳng hạn thành khẽ thều thào mẹ con bà huệ cúi sát đầu vào thành rồi nói sao sao con con nói gì con bị gì thi mẹ con bị liệt hả cả phòng bật cười còn bà huệ thì rơm rớm nước mắt xếp khuê nhìn thành rồi nói cậu có biết là một tháng qua cậu là kỳ tích của các cái bệnh viện này không cái gì á à? một tháng ư tôi nằm đây một tháng rồi sao thật không thể tin cậu có biết là khi đưa cậu vào đây chúng tôi đã tưởng là mất cậu nhưng mà một phép màu nào đó khiến cho cậu không chết một tháng qua những vết thương trên người của cậu đã bắt đầu phục hồi chỉ có còn cái cổ là còn chưa lành cho nên là phải bó bột một tháng qua cái mọi người lo sợ nhất là cậu sẽ trở thành người thực vật nhưng mà nay cậu đã tỉnh lại bác sĩ nói chỉ cần cậu tỉnh lại thì sẽ sớm trở lại bình thường nghe đến đây thì thành như muốn khóc thực sự là như vậy sao thành may mắn đến vậy ư sau đó thì một vị bác sĩ cũng xác nhận tình trạng của thành chỉ cần cổ của anh lành hẳn thì có thể xuất viện còn việc không cử động được người lúc nãy là do thành nằm yên quá lâu nên các khớp và cơ bị tê liệt tạm thời mà thôi. Thành được trần đoán là chỉ phải nằm viện thêm tầm nửa tháng nữa. Mọi chi phí điều trị do cơ quan và bảo hiểm lo hết. Cho nên Thành cũng phần nào yên tâm. Chỉ có điều bà Huệ lo lắng cho Thành nhiều lắm. Suốt ngày đi đi lại lại từ cơ quan về nhà rồi lại chuẩn bị qua thăm non Thành. Bố thì xin nghỉ phép hẳn một tháng để có thể thay phiên với mẹ. Những lúc như thế này mới biết tình mẫu tử Tình cảm gia đình thật đáng quý biết bao. Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên làm cho Thành giật mình tỉnh dậy. Anh liếc nhìn sang nó, gọi là liếc cũng phải thôi, vì cổ của Thành đã bị nẹp cố định lại. Thành với tay tắt báo thức rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đèn trong phòng thì bật nhưng ngoài hành lang thì tối om. Điều ấy cho Thành biết được là còn rất sớm. Bệnh viện vẫn còn chưa hoạt động. Nhưng chắc do lúc nãy trước khi về bà Huệ vặn nhầm chuông báo thức mất rồi. Thành cái nhắm mắt lại thiêu thiêu ngủ, thì thấy ở góc phòng bên kia hình như có người. Hình như đó là một người phụ nữ. Thành không chắc chắn bởi vì cái cổ của anh, nó không có phép cho anh nhòm đầu lên hay là nghiêng qua một bên để nhìn xuống dưới chân của mình. Thành bây giờ chỉ có thể nhìn thấy được trần nhà và một nửa bức tường xung quanh mà thôi. Thành chỉ thấy được chòm tóc dài mà mái tóc dài thì chắc là của phụ nữ. Hơn nữa mái tóc ấy còn có phần tấm tấm bạc, chắc là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Người ấy hình như đang đứng thì phải, cái cảm giác này đúng thật là khó chịu lắm. Thành giơ tay lên vẫy rồi nói, Chào cô, sao sao muộn rồi cô còn chưa có đi ngủ. Người phụ nữ kia cư xử có vẻ lạ lắm, bà ta không trả lời của Thành. Thành thấy cái đầu của bà ta từ từ hạ xuống, nghĩ bụng chắc bà ấy nằm xuống giường không biết trong phòng bệnh này nó nhìn như thế nào rồi có bao nhiêu giường bệnh thành có bao nhiêu người bạn chung phòng đây hoàn cảnh của thành bây giờ không biết là nên khóc hay nên cười bây giờ ngay cả bàn chân của mình thành còn không thể nhìn thấy nữa chỉ mong sớm ngày bình phục để thành có thể trở lại cuộc sống như bình thường cũng không mất quá lâu như thành nghĩ đúng bốn ngày sau thì bác sĩ tháo bột ở cổ cho thành ông không quên dặn dò thành phải hết sức cẩn thận tránh vận động mạnh để đề phòng vết thương tái phát trở nặng nhưng dù vậy thì bây giờ thành đã có thể cử động cổ của mình một cách nhẹ nhàng thậm chí bây giờ anh có thể vừa nằm vừa nhìn xuống chân của mình tuy không thể cúi hẳn cổ xuống nhưng xem ra như vậy đã là quá tốt thành được bố dìu xuống xe lăn rồi đẩy đi quanh mấy dãy hành lang của bệnh viện cho đỡ buồn chán nhưng không hiểu vì sao từ lúc cử động được cổ của mình, Thành có cảm giác như có gì đó không đúng, mà cố nghĩ thì không ra. Bố đẩy Thành đi dạo thêm mấy vòng nữa rồi trở về. Lúc hai bố con về thì đến phòng Thành khựng lại. Nhớ rồi. Bây giờ Thành biết thứ khiến cho Thành băn khoăn là gì. Khi giường bệnh và người phụ nữ đêm hôm trước Thành thấy, căn phòng của Thành hiện ra trước mắt bây giờ chỉ vòn vẹn có một mình trước giường bệnh của Thành mà thôi. Thành ngơ ngác nhìn bố rồi hỏi. Bố à, cái cô mà nằm chung phòng bệnh với con đâu? Cương mặt của bố Thành bây giờ trông còn ngơ ngác hơn cả Thành nữa. Ông nhíu mày rồi hỏi. Cô nào? Ờm, à, cái cô mà mấy hôm trước con vừa thấy ở trong phòng này mà. Bố Thành lắc đầu rồi nói. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, chứ có phải là phòng bệnh bình thường đâu. Mà có nhiều người nằm chung phòng chứ không rõ ràng con thấy mà cối ở ngay cái góc này này. Thành đưa tay chỉ vào cái góc tường rồi khẳng định với bố. Nhìn gương mặt với ánh mắt quả quyết của Thành thì bố anh trông bối rối lắm. Bố nói dối làm gì? Không tin thì mày kiểm tra máy quay đi. Từ lúc mày chuyển đến đây có bao giờ bố mẹ thấy ai điều trị trong phòng này đâu? Chắc là đang lúc mê man thì con nhìn nhầm đấy hoặc cũng có thể là con ngủ mơ. Thành thở dài không cãi với bố nữa. Nhưng cái hình ảnh trong đêm ấy làm sao có thể gọi là nhìn nhầm được chứ. Từ hôm đó Thành lúc nào cũng để ý phía góc đó, nhưng quả nhiên là không có ai ở đó. Có lần Thành đánh bảo hỏi một cô y tá, cô ấy cũng trả lời không khác gì bố của Thành cả. Cuối cùng Thành đánh bất lực chấp nhận lý do là hôm đó Thành ngủ mơ. Cuối cùng thì cũng đến ngày Thành xuất viện, tuy muộn hơn mấy ngày so với dự đoán của bác sĩ, nhưng mà không sao, Thành cảm thấy khá tự tin về sức khỏe của mình. Thì không dám vận động mạnh, nhưng Thành bây giờ có thể nói là hoạt động giống như bình thường. Ngoại trừ trên người chẳng chịt những vết sẹo mà thôi. Cũng may là gương mặt của Thành không bị làm sao cả. Bố vừa đưa Thành về nhà thì đã thấy bên trong đông nghịt người. Nào là các cô, các bác, rồi hàng xóm với mấy người đồng nghiệp. Ai nấy thấy anh về thì đều vui mừng rỡ. Họ tụm lại mà hỏi thăm Thành. Cũng đúng, một người từ cõi chết trở về như thành thì được nhiều sự quan tâm như vậy không có gì là ngạc nhiên đám đông nán lại dự buổi tiệc liên hoan mừng thành trở về cho đến tận khuya ngày hôm đó thành cũng uống vài ly ở trong người muốn uống thêm nhưng vừa mới ra viện cho nên bố mẹ không cho thành lọ mọ bước lên phòng mở cửa bật đèn lên ôi căn phòng thân yêu thành khét thốt lên một tiếng rồi bước tới nằm lăn ra giường cũng gần hai tháng rồi Thành chưa có về nhà. Cảm giác thoải mái bây giờ thực sự tràn ngập trong lòng của Thành. Có lẽ vì cảm giác thoải mái đó mà Thành tiếp đi nhanh chóng. Tiếng động lạ vang lên làm cho Thành tỉnh giấc. Thành thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường từ lúc nào. Bộ quần áo sư mi trên người cũng đã được cởi ra. Thay bằng bộ đồ ngủ. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn ngủ lờ mờ ở bên cạnh mà thôi đúng là chỉ có mẹ mới chu đáo như vậy thành mỉm cười rồi nhủ thầm đột nhiên thành giật mình có tiếng động vang lên chính nó là thứ khiến cho thành tỉnh giấc thành quay qua quay lại tìm nơi phát ra tiếng động đó tiếng động cứ vang lên đều đặn lần này có vẻ to hơn hoặc do thành đã tỉnh táo hơn để biết nó xuất phát từ đâu ngoài cửa sổ thành khét thốt lên thành nhồm dậy ngay lập tức để tiến đến cửa sổ Cửa sổ thành không thường xuyên đóng, cho nên tiếng động kia lọt vào cũng không có gì lạ. Thành bước tới đặt hai tay lên thành cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài đường vắng tanh, thành đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa thì phát hiện ra một thứ rất kỳ lạ, đó là một nhóm người đang cưỡi ngựa. Đúng, thành không nhìn nhầm, là họ đang cưỡi ngựa, và âm thanh kỳ lạ mà thành nghe được kia chính là tiếng vó ngựa đập xuống nền đường. Quái sau giờ này còn cưỡi ngựa chứ thành nhủ thầm rồi nhắm mắt cố quan sát kỹ đám người kia sự kỳ lạ không dừng lại ở những con ngựa mà còn cả trang phục của họ nữa họ đang mặc trên người những bộ quần áo giống như là áo giáp của quân lính phong kiến ngày xưa vậy kỳ lạ thật thành cứ như vậy mà thốt lên mắt vẫn quan sát đám người ấy không rời một lúc sau thì thành nhận ra họ chỉ cưỡi ngựa chạy vòng vòng quanh đoạn đường ấy mà thôi thậm chí bây giờ không chỉ là có tiếng vó ngựa mà còn có cả tiếng người hò hét như đang sắp sửa đánh nhau vậy thành liền nhú mày nghĩ ổn quá không thể nào như vậy vừa mới nghĩ xong thì thành đưa tay mở rộng cánh cửa rồi la lên mấy anh khuya rồi để cho mọi người ngủ đột nhiên đám người cưỡi ngựa ấy khựng lại rồi đồng loạt quay sang nhìn về phía của thành mấy con ngựa vẫn đập móng xuống nền đất Thế vậy Thành tiếp tục nhắc lại câu nói vừa rồi Nhưng với một cường độ âm thanh có phần lớn hơn Mấy anh Khuya rồi vui lòng đi nơi khác cho Để cho mọi người ngủ đi Mai còn làm sớm đấy chứ Đám người đó vẫn đứng chơ chơ Như thể không hề nghe thấy Thành nói vậy Những ánh mắt cứ đổ dồn vào Thành không rời Khá bực trong người Thành quay sang mở cửa phòng rồi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lầm bẩm Đám người này bảo dân trí thấp thì lại tự ái, Nhìn cũng còn trẻ trung gì đến đâu mà lại như vậy Mình đã nằm viện quá lâu rồi hay sao Mà bây giờ đám dân tổ đã chuyển từ đua xe sang du ngựa vậy chứ Thành tiến tới cánh cửa với tay mở chốt rồi bước ra ngoài sân Cánh cầm sắt cũng nhanh chóng được Thành mở ra sau đó Nhưng mà những gì trước mắt bây giờ làm cho Thành không khỏi ngạc nhiên Mặt đường hoàn toàn vắng lặng không một bóng người nào cả Thành đưa mắt nhìn về hướng lúc nãy Quái lạ, đám này chạy nhanh thật vừa mới thấy đây mà. Nghĩ là đám người kia đã chạy đi mất cho nên Thành không đứng ở dưới đường nữa mà quay lại đóng cửa lại. Leo lên đến phòng Thành nằm xuống giường, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 3 giờ sáng. Thành kéo tấm chăn phủ lên người rồi nhanh chóng thiếp đi. Trong giấc mơ anh nhớ hình như có ai đó đang đứng cạnh mình. Không, không phải một người mà là rất nhiều người. Họ đứng đầy ở xung quanh Thành chỉ kịp nhìn thấy như vậy rồi xung quanh túi sầm lại. Ai? Ai đây? Sáng ngày hôm sau phải đến 9 giờ sáng thì Thành mới tỉnh dậy. Lúc này mà mắt ra thì Thành hầu như không nhấc được người dậy. Toàn thân của Thành ê ẩm như vừa mới trải qua một trận đánh nhau vậy. Thành lùm gồm ngồi dậy rồi bước xuống nhà. Chắc bố mẹ cũng đã đi làm rồi. Thành đánh răng rửa mặt rồi chạy ra phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn một tô phở còn ấm được đậy kỹ lại là bà huệ chuẩn bị đây thành mở cái lồng bàn mùi phở thơm phức ập ngay vào mũi ôi phở bò cô liên mà nhà mình hay ăn đi bà lâu quá rồi chưa có được ăn Nãy xong thì thành bưng vội tô phở lên húp sụp soạt từng hơi ngon lành đang nhanh nhồm nhòm thì thành khựng lại tivi hình như đang chiếu bản tin gì đó thành đặt tô phở xuống với tay lấy chiếc rầm mốt để bật to âm lượng lên tin vắn và rằng sáng ngày hôm nay tại cống thoát nước của khu phố 1 gần ngoại thành, người dân phát hiện một xác chết không đầu đang trong tình trạng phân hủy nặng. Phần cơ thể được tìm thấy được xác định là của nam giới, khoảng 30 tuổi. Trên bụng của nạn nhân có khắc một ký tự bí ẩn. Ký tự này hoàn toàn trùng khớp với khí tự được phát hiện trên thi thể của năm nạn nhân trong những vụ án khác gần đây. Rất có khả năng đây là một vụ án giết người hàng loạt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sau đây là bản tin thể thao thành nhíu mày giết người hàng loạt ư không biết vụ này có phải do tổ trọng án của thành phụ trách hay không thành nhanh chóng ăn xong tu phở rồi lấy điện thoại gọi cho sếp khuya alo alo dạ em chào sếp ạ à. em em thành đây sếp ơi ờ à, sao vậy nghe nói là cậu xuất viện rồi thế khi nào ta xuất giang hồ sếp cứ đùa em em đang đợi cuộc gọi triệu tập từ sếp đây em nghỉ lâu quá rồi cứng chân cứng tay quá được rồi, nghe chất giọng thế này thì còn đánh đấm được. Thôi thế này nhá, tôi cũng vừa mới xin ý kiến của cấp trên. Ba hôm nữa, đúng thứ hai, cậu bắt đầu lên cơ quan nhá, chào mừng trở lại. Nghe đến đây thì Thành cảm ơn sếp. Sau khi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Thành nhảy như cẫng lên vui sướng. Để đến tối bố mẹ về thì Thành sẽ khoe, nghe tin này chắc bà Huệ mừng lắm. Ôi, cái mùi gì mà thơm vậy. Nghe tiếng của mẹ Thành liền từ trong bếp chạy ra, tay đang bưng tô nèm đang dán dở sang trời đất ơi thành có nhìn nhầm không đây con trai thành hôm nay xuống bếp nấu ăn cơ à bố của thành cũng từ bên ngoài bước vào ông vội vàng cười rồi phụ họa theo thằng thành là nó giống tôi đấy chứ bà vừa giỏi giang vừa đa tài giống bố bà huệ nghe xong bĩu môi cười rồi nói vâng của bố con nhà anh tất bố mẹ cứ lên tắm rửa rồi thay quần áo đi con nấu sắp xong rồi đấy ba phút nữa cả nhà mình cùng ăn cơm Nói xong thì Thành quay trở lại bếp, dán nốt số nem còn lại. Tới ngày hôm nay là một đêm mà rất lâu rồi ba người chúng tôi mới có dịp ngồi ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Bà Huệ thì tấm tắc khen những món mà Thành nấu, còn bố thì không nói ra, nhưng nhìn biểu hiện của bố cũng biết được là bố đang vui lắm. Được giữa buổi thì Thành mới đặt chén cơm xuống, quay sang nhìn bố và mẹ rồi nói. Bố mẹ, con có chuyện này muốn nói. Sao, có chuyện gì vậy con? Thành ngập ngừng Còn còn sắp được triệu tập quay trở lại cơ quan gì đó Bát cơm trên tay của bà Huệ Đột nhiên rơi xuống bàn Thành giật mình Mẹ Gương mặt của bà Huệ tối sầm lại Không Không có đi làm cái nghề đó nữa đâu Mẹ Nhưng mà Không Mẹ bảo không Bà Huệ gào lên khóc Thành thực sự bất ngờ trước phản ứng này của mẹ Bố Thành đứng dậy đưa tay vỗ vai của bà Huệ Huệ bình tĩnh đi em Để cho con nó nói hết không, không có đi đâu cả. Mẹ lại tiếp tục gào lên, hai hàng nước mắt đã trào ra lăn dài ở trên má. Thành như chết đứng, mẹ chỉ nói vòn vẹn như vậy rồi quay lưng bỏ lên phòng. Thành thất thần ngồi phịch xuống ghế, bố thở dài nhìn Thành. Bố mẹ chưa muốn nói với con, định đợi con ổn định sức khỏe rồi mới nói. Bố mẹ không muốn con quay trở lại ngành nữa, bố sẽ tìm cho con một công việc khác. Nghe đến đây thì mọi thứ như là sụp đổ trước mắt của Thành vậy. Anh cứ nghĩ khi báo tin như vậy thì bố mẹ sẽ ủng hộ mình, chứ bây giờ thực sự đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của Thành rồi. Bố đứng dậy đi vào trong phòng ngay sau đó, Thành ngồi từ trên bàn một lúc rồi dọn dẹp lại cũng đi lên phòng. Lên đến nơi anh nằm vật ra giường thở dài thườn thượt. Thành giật mình bởi tiếng gõ cửa ở bên ngoài. "Thành, con ngủ chưa?" Nhận ra giọng của mẹ, Thành vội vàng ngồi dậy, bước tới mở cửa trước mặt là mẹ với một cặp mắt sưng húp có lẽ mẹ anh đã khóc nhiều lắm mẹ bước vào ngồi lên giường rồi ra hiệu cho thành ngồi bên cạnh thành con có biết những ngày qua bố mẹ đã lo lắng cho con thế nào hay không thành bối rối miệng ngập ngừng con gần hai tháng qua con có biết là bao nhiêu lần bố mẹ đứng bên ngoài tấm cửa kính nhìn con co giật đối chọi với thần chết hay không nhưng lần đó mẹ chỉ muốn là người chịu những đau đớn đó cho con thôi sự ông trời cũng không phụ lòng mẹ ông chỉ đã mang con trở lại nhưng mà rồi bây giờ con lại muốn đi con lại muốn bỏ bố mẹ mà đi nữa hay sao thành lúc này rưng rưng nước mắt con mẹ đưa tay lên xoa đầu của thành thành nghe lời của mẹ tìm một công việc khác đi con bằng cấp của con xin vô mấy cơ quan khác làm trong văn phòng còn không thì xin vô làm cảnh sát kinh tế hay là hành chính cũng được tiền có thể ít nhưng mà không nguy hiểm nữa Thành ngập ngừng toan nói nhưng mà nhìn ánh mắt rưng rưng của mẹ. Thành thực sự không nỡ. Thành chật lưỡi thở dài rồi gật đầu một cái. Vâng, con, con sẽ nghe lời của mẹ. Khương mặt của mẹ mừng rỡ hẳn lên. Bà ôm Thành vào trong lòng, chắc bà đang hạnh phúc lắm. Một lát sau thì mẹ ra ngoài, chắc là qua báo tin cho bố Thành. Thành đứng dậy đóng cửa phòng rồi thở từng hơi nặng nhọc. Thực sự bây giờ trong lòng của anh dối bời lắm làm trái ý của mẹ thì không được bề tính của bà huệ thì biết mẹ sẽ ngày nào cũng khóc vật vã cho đến khi thành nản trí mà thôi còn nếu nghe lời của mẹ thì thành đành phải bỏ qua những ước mơ của mình thành nằm xuống giường hai bà vai vẫn còn dư âm của tai nạn cho nên bắt đầu nhức nhối thành thở dài rồi thầm nhổ thôi ngủ đi ngày mai rồi tính tiếng chuông báo thức lại vang lên thành mở mắt nhìn xung quanh rồi nhăn nhó bật dậy Sao mẹ cứ vặn chuông báo thức vào giờ này chứ? Thành lọ mọ rồi ngồi dậy để tắt chuông. 3 giờ sáng. Ngày mai Thành sẽ bảo mẹ đừng vặn chuông báo thức lung tung. Thành nằm lại xuống giường tay kéo chăn lên đắp. Hai mắt lim dìm cố gắng ngủ lại. Nhưng tiếng động đêm qua lại vang lên. Thành ngồi dậy với vẻ bực tức. Lại nữa sao? Tiếng động vừa rồi chính là tiếng võ ngựa mà tối qua Thành đã nghe thành đinh ninh là đám người ấy nên không cần phải ra ngoài cửa sổ mà lập tức đi thẳng xuống dưới nhà thành thậm chí còn không thèm bật đèn ở ngoài sân cứ như vậy mở cửa rồi bước ra ngoài nhưng kỳ lạ thay bên ngoài không hề có ai mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng sự im lặng đến đáng sợ thành nhủ thầm mẹ cái đám người này chứ từ đâu tới mà phá phách như vậy thành đứng yên đó chừng nửa tiếng đồng hồ thì quay vào nhà trở lại phòng thành tiến tới đóng hai cánh cửa sổ lại thì giật mình đám người kia đang đứng ngay dưới nhà của anh bọn họ ngồi trên ngựa hướng ánh mắt lên nhìn thành chằm chằm họ đứng đó chừng năm mười phút rồi bỏ đi còn thành thì phải mất một hồi lâu sau mới hoàn hồn đám người này là ai tự nhiên lại xuất hiện ở đây thành đóng cửa sổ lại nằm lên giường hình ảnh của đám người đó vẫn hiện lên trong đầu của thành Gần sáng thì cơn đau nhức lại ập đến Thành nhòm dậy lấy một viên giảm đau uống Cơn đau có vẻ dịu Thì cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc lại ập đến Thành nhanh chóng và thiếp đi Thành, Thành, dậy đi con Tiếng gọi của mẹ làm cho Thành bừng tỉnh dậy Anh đưa tay lên rủi mắt nhận ra mẹ đang đứng trước mặt Sao thế mẹ? Dậy đi con, 10 giờ sáng rồi đấy Hôm nay bố mẹ có chút việc cho nên về nhà bà ngoại Sáng mai bố mẹ mới về con trông nhà nhé Đồ ăn thì mẹ chuẩn bị hết cả rồi đó Chỉ việc hâm lên cho nóng mà thôi Thành bần thần ngồi dậy Nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường Đúng là 10 giờ thật Tác dụng của thuốc giảm đau này mạnh quá Làm cho Thành ngủ ly bì Chẳng biết trời trăng mây gió gì cả Thành bước xuống giường Lọ mọ vệ sinh cá nhân xong Thì xuống nhà Một lát sau thì bố bà Huệ đi Thế là hôm nay Thành sẽ ở nhà một mình Nghĩ thôi cũng đã chán Đúng là ngày hôm nay của Thành chán thật, hết nằm xem tivi thì lại lướt điện thoại, rồi chạy lên phòng mở máy tính ra nghịch. Gần tối thì Thành quyết định sẽ ra ngoài để ăn gì đó rồi dạo phố cho khuây khỏa. Hơn 6 giờ tối phố đã lên đèn, Thành bước ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận. Quán ăn mà Thành định tới cũng khá gần, cho nên Thành quyết định đi bộ. Lững thững đi ra đến đó thì chỉ mất chừng 15 phút rồi thôi. Đây quả thật là một quán cơm bình dân nhưng mà mỗi lần bố mẹ đi vắng thì Thành lại qua đây để ăn cơm cho tiện. Vừa nhìn thấy Thành thì cô chủ quán cười tươi. Thành đấy à, đã khỏe chưa con? Lâu lắm rồi mới ghé cô đấy nha. Thành cười tươi rồi cúi đầu chào. Dạ con khỏe rồi cô, cho con một phần cơm thập cẩm đi. Nói xong Thành bước vào mấy hàng ghế ở bên trong. Thành bước tới ngồi xuống một cái bàn trong góc phòng. Phần cơm nhanh chóng được cô chủ quán đem ra cơm ở đây sạch sẽ và hợp khẩu vị của thành lắm thành giật mình vì tiếng chuông tin nhắn vang lên yêu cầu triệu tập đồng chí phạm nhật thành ra bia hơi hải sùng gấp thành phì cười là tin nhắn của sếp khuê chắc là mấy anh chị em trong tổ công tác rủ nhau đi nhậu thành chợt nhíu mày khựng lại mất mấy giây hình ảnh của mẹ lại hiện lên nhưng rồi thành nghĩ hay là thành nhân dịp này tới rồi nói chuyện với mọi người sẵn nói lời tạm biệt luôn dù gì thì đơn xin ra khỏi ngành của thành cũng đã viết xong nghĩ vậy cho nên thành vội vàng ăn nốt phần cơm rồi đứng dậy trả tiền xong thì đứng đó bắt ngay một chiếc taxi gần 30 phút sau thì anh cũng có mặt tại quán đứng từ bên ngoài đã nhìn thấy mọi người họ quay qua cũng thấy thành thì liền vẫy tay ra hiệu thành bước tới toàn là những gương mặt thân quen của mấy anh chị em trong phòng cả em chào sếp chào mọi người ạ à. Sếp khuê nhìn Thành rồi cười Cương mặt của anh đỏ bừng Chắc mọi người cũng uống khá khá rồi Thành thầm nghĩ Đây đây cậu ngồi xuống đây Vừa nói thì sếp khuê vừa kéo một chiếc ghế lại chỗ của Thành ra hiệu cho anh ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì mọi người đồng loạt nâng ly lên. Nào, chúc mừng cho cậu Thành trở lại. Một, hai, ba, uống. Không khí này vui vẻ quá, mọi người ai nấy đều tỏ ra phấn khích. Làm sao mình nói đây? Thành uống cạn rồi rót tiếp một ly nữa rồi đứng dậy. Dạ em cảm ơn các anh các chị, em cũng có chuyện muốn nói. Thực ra thì em... Thế Thành ngập ngừng xếp khuê vỗ vai của anh một cái rồi cười. Cái thằng này sao có gì muốn nói, muốn tăng lương phải không? Thành liền cười trừ. Em... Miệng của Thành đột nhiên cứng đờ lại. Thực sự nhìn những gương mặt vui vẻ ấy, Thành không hề muốn nói ra chuyện Thành xin nghỉ việc. Nói ra bây giờ thì phá hỏng mọi thứ, Thôi để hôm sau nói vậy Em, em cũng muốn mời mọi người thêm một ly nữa Cả bàn liền cười ồ cả lên Xếp khuê vỗ đùi đen đét rồi lắc đầu Cái thằng này hôm nay học ở đâu cái tính ăn nói duyên dáng vậy hả à? Có tiên bộ, thưởng cho này Vừa nói xếp vừa đưa tay gấp một cái đùi gà trên đĩa bỏ vào bát cho thành Cuộc nhậu diễn ra vui vẻ trần ngập tiếng cười nói cho đến hơn 10 giờ mới tan. Mọi người chờ Thành về nhưng mà Thành từ chối tự nhiên lại thích đi dạo phố đêm một chút thành đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mười giờ hai mươi tám phút xe này như mọi ngày là thành đã ở nhà hôm nay phá lệ một hôm vậy thành cứ bước dọc trên con phố gần cả tiếng đồng hồ hơi men trong người bắt đầu khiến cho thành thấm mệt anh dừng lại ở một trạm chờ xe buýt rồi ngồi xuống cái băng ghế ở đó thở phì phò trời mùa này bắt đầu trở lạnh Thành nhìn xuống thì mới phát hiện trên người của mình Bây giờ chỉ độc nhất một bộ quần áo mỏng dính Chiếc quần jean cùng với cái áo thun cọc tay Thành cảm nhận rõ rệt từng đợt không khí lạnh thổi qua mình Tiếng còi xe văng vẳng rồi mấy giây sau Một chiếc xe buýt dừng lại Sao mình không đi xe buýt? Thực ra đã rất lâu rồi Thành không đi xe buýt Từ ngày lên đại học thì suốt ngày ở trong trường Lâu lâu về nhà thì toàn đi taxi hay là bố đón cho tiện Thành đứng dậy chiếc xe buýt này chỉ có một cửa lên xuống cho nên anh phải đợi cho dòng người từ trên xe xuống rồi mới từ từ tiến lên. Đang định bước lên thì Thành quay sang bên cạnh một bà lão cũng đang có ý định bước lên. Như một thói quen Thành lùi lại nhường cho bà cụ đi lên trước. Đột nhiên bà ta khựng lại đưa mắt nhìn Thành với vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn bà rồi nói À dạ bà bà lên trước đi à. Ánh mắt của bà càng trở nên ngạc nhiên hơn nữa chắc bà ấy bị lãng tai thành nghĩ vậy cho nên không nói nữa mà đưa tay ra hiệu nhường đường cho bà ấy lên phải mất mấy giây sau thì bà ta mới lững thững bước lên tuy nhiên ánh mắt vẫn đầy sự ngạc nhiên đến khó hiểu cậu thanh niên có đi hay không sao mà trần trừ mãi vậy hả tiếng của bác tài vang lên thành giật mình ngước lên lên mau đi mày bị gì đó bác tài gắt thành vội vàng nhảy lên xe thành đợi cho bà cụ kia lên cơ mà tại sao ông ấy lại nói như vậy đúng là làm người tốt cũng khó thành lọ mọ bước ra mấy dãy ghế ở đằng sau thành niên bây giờ hư hỏng quá rượu chè bê bết đến nỗi không biết đường lên xe thành đi đến giữa xe thì nghe có tiếng nói ở sau lưng thực sự khó chịu với lời nhận xét ấy nhưng thôi anh không quan tâm cho lắm thành chọn hàng ghế kề cuối rồi ngồi phịch xuống đó thành để ý là từ lúc lên xe đến giờ bà cụ kia luôn nhìn anh chằm chằm. Thành cũng lấy làm lạ lắm, nhưng mà lát sau thì Thành nghĩ người già họ luôn khó hiểu. Chắc mình nhìn giống một người quen của bà mà thôi. Thành ngừa cổ ra băng ghế sau, còn tới gần một giờ nữa thì mới tới bến gần nhà. Cho nên là anh tranh thủ chợp mắt một chút. Hơi men trong người của Thành bây giờ thực sự phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm cho Thành giật mình tỉnh dậy Nhìn ra bên ngoài thì hình như thấy là bác tài xế suýt tông phải một ai đó. Có lẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng cho nên xe tiếp tục di chuyển ngay. Thành giơ tay xoa xoa bả vai rồi đưa mắt nhìn khắp xe. Bà cụ kia đâu rồi? Bà cụ ngồi ở băng ghế phía trước không thấy đâu nữa. Thành đưa mắt nhìn xuống tay. Mới hơn 10 phút thôi bà cụ xuống xe rồi ư. Thành nhòi người lên nhìn khắp một lượt nữa thì quả nhiên không có bà ấy ở trên xe. Anh nhíu mày. Mới có 10 phút trôi qua, chẳng lẽ xe dừng lại ở một trạm nào đó, bà cụ xuống lúc nào nhỉ? Nghĩ ngợi vẫn vơ rồi Thành lắc đầu, chắc mình say cho nên không nhận ra. Thành tiếp tục chợp mắt. Tới rồi. Thành tỉnh dậy nhòi người đứng dậy rồi lệnh khệnh bước xuống xe. Bây giờ trong đầu của Thành chỉ nghĩ đến việc về nhà, lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Bước xuống xe Thành chợt dùng mình. Lạnh quá, Bây giờ mới nhìn lại thì tự nhiên đi xe buýt làm gì. Từ bến xe buýt này về đến nhà thành thì phải mất gần 20 phút đi bộ. Lúc nãy đi taxi thì bây giờ có phải chăn êm nệm ấm rồi hay không? Thành đưa hai tay co do vòng lại trước bụng rồi lùi thủi bước đi. Gần 12 giờ, ngoài đường bây giờ chắc chỉ còn mình Thành mà thôi. Xung quanh vắng lặng lắm. Thành cố bước đi cho thật nhanh để quên đi cơn lạnh đó đang đi thì đột nhiên thành khựng lại hình như phía trước mặt có người thành nhíu mày cố gắng nhìn ra đó là ai thì ra đó là một bé gái chắc cỡ chừng bảy tám tuổi gì đó nó đang mặc một bộ váy màu hồng quái lạ giờ này mà ai còn để một đứa con nít ra ngoài đường thành toan tính tiến tới thì khựng lại ngay máu nghiệp vụ trong thành trỗi dậy nửa đêm sao có một bé gái ở ngoài đường thành đã quá quen với những vụ giàn cảnh như thế này kẻ xấu sẽ để một đứa trẻ ở những đoạn đường vắng như vậy rồi ẩn nấp xung quanh nếu có ai tốt bụng dừng lại hỏi thăm thì chúng sẽ lao ra nhẹ thì gây sự cho là bắt cóc trẻ con rồi vòi tiền nặng thì sẽ đa dọa rồi chấn lột ngay thành từ từ tiến lại gần đó lúc còn cách bé gái kia chừng 200 trăm mét thì anh nhận ra có một chiếc xe hơi đang chạy từ phía trước đến nếu đúng như thành nghĩ thì chắc tài xế trong xe sẽ dừng lại rồi cô bé sẽ vào bên trong lề đường. Nghĩ vậy cho nên Thành cũng nấp vào một gốc cây to để chờ đợi. Nếu là dần cảnh thì đám kia lao ra cũng là lúc Thành sẽ xuất hiện. Nhưng mọi thứ diễn ra không giống như Thành nghĩ. Chiếc xe vẫn từ từ tiến tới, tuy nhiên nó không hề có dấu hiệu giảm ga hay dừng lại. Chiếc xe chỉ còn cách đứa bé chừng 2-3 mét thì Thành liền nói, Cẩn thận! Thành toan lao đến thì khựng lại. Cái gì? Không, không thể nào. Không hề có vụ va chạm nào xảy đến Chiếc xe đi xuyên qua đứa bé kia Thành đứng hình chiếc xe giảm ga chạy qua mặt của Thành Tài xế cúi đầu nhìn xuống nhìn Thành với một ánh mắt khó hiểu Rồi hạ cửa xuống nói vọng Bố cái thằng điên Mày định va vào, vào xe của bố mày à Thành ngấp úng rồi chỉ tay về phía trước mặt Đó, đó Chiếc xe đi mất Thành dụi mắt liên tục nhìn về hướng của cô bé lúc nãy Quả thật ở đây không có ai cả cũng không có dấu tích gì cho thành thấy vừa có một bé gái đứng chơi ở giữa đường cơn ớn lạnh đột nhiên xuất hiện chạy dọc sống lưng cảm giác có chuyện gì đó không đúng thành con giò bỏ chạy một mạch về đến nhà không kịp tắm rửa gì cả thành để nguyên quần áo trên người rồi leo vội lên giường kéo tấm chăn chụp lên kính đầu những chuyện vừa rồi xảy ra nằm ngoài tầm biểu biết của anh không thể giải thích nổi thành trần trọc mãi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tài nào thông suốt hay là do mình quá say cho nên bị hoa mắt Không, nó thật lắm thật đến mức thành phải lao ra mà ngăn cản cơn đau nhức bấy giờ lại quay trở lại khiến cho thành nhăn mặt thành ngồi dậy lấy hai viên giảm đau rồi uống giống như ngày hôm qua cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến thành cứ như vậy mê man rồi thiếp đi thành thành tiếng của mẹ gọi làm cho thành tỉnh giấc Ừ bố mẹ về rồi ạ à? Mẹ mới về còn bố con ở lại đó chiều mới về Tôi qua đi chơi ở đâu sao Thành ngồi dậy gãi gãi đầu Dạ con đi uống với mấy bạn thôi Bà Huệ ngồi xuống giường nhìn Thành Tay mẹ cầm tờ giấy gì đó Đây là tờ giấy giới thiệu bố con viết cho con đấy Bố con tìm cho con một công việc mới rồi Cán bộ văn phòng Công việc nhàn hạ mà lương cũng ổn đấy con Đây thực sự là cái tin mà Thành không muốn nghe nhất anh còn chưa sẵn sàng cho câu chuyện từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng nhìn ánh mắt của mẹ cho nên Thành cũng đưa tay cầm lấy tờ giấy rồi đặt lên bàn cho mẹ vui. Bố còn báo về người ta rồi đấy, sắp xếp một cuộc hẹn vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay rồi. Cái gì ạ à, hôm nay à? Thành khừng lại, bố mẹ đã chuẩn bị chuyện này từ trước. Bà Huệ tươi cười đứng dậy. Quần áo để lát nữa đi thì mẹ cũng chuẩn bị cho con rồi đấy. Còn lo dậy rửa mặt đánh răng cho nó tỉnh táo rồi xuống nhà ăn sáng còn gần 2 giờ nữa là đến giờ gặp người ta. Thành lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. Thôi đã thế thì Thành đi xem sao, chứ không đi thì lại chắc sinh thêm chuyện. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Thành bước ra ngoài. Bà Huệ vẫn như thường lệ, đứng ngay cầm dõi theo Thành. Thành định đi xe máy nhưng bà cản lại. Mới vừa có khỏi, xương khớp còn chưa có cứng cáp đâu. Thành nhìn ánh mắt khó chịu của mẹ cho nên thôi ra ngoài bắt taxi đi vậy. Đứng đợi chừng 10 phút thì taxi cũng tới Thành chào mẹ rồi leo lên ngồi Chiếc taxi từ từ lăn bánh Một lát sau sẽ đi ngang qua đoạn đường lúc tối Thành nhòi người ra cửa kính để quan sát Đúng là không có chuyện gì xảy ra cả Thành ngồi lại lên băng ghế rồi lắc đầu Chắc là tối qua mình say xỉn quá Mất hơn 30 phút thì Thành cũng tới được địa chỉ ghi trong tờ giấy giới thiệu sau một hồi nói chuyện thì bên đó cũng hẹn là sẽ xem xét cân nhắc về hồ sơ của Thành. Nói chung là cũng hứa hẹn là sẽ liên hệ điện thoại để trao đổi thêm. Thành bước ra ngoài cũng đã hơn 11 giờ. Giờ về nhà thì Thành không muốn cho nên thôi, anh sẽ lang thang một lát, kiếm gì đó ăn rồi ra quán cà phê ngồi đó đến chiều. Thành không hề muốn gặp mẹ lúc này. Vừa mới nhắc tới thì mẹ đã gọi cho Thành thành ngập ngừng một lát rồi bắt máy ạ à, dạ alo mẹ sao rồi con mọi thứ ổn cả chứ mọi thứ ổn ạ à, người ta sẽ nói là liên hệ lại thành báo với mẹ trưa nay không về rồi mẹ con nói thêm vài câu thì tắt máy thành thở dài hy vọng mọi thứ sẽ ổn bước đi trên đường không hiểu sao thành cứ có cảm giác ai đó đang dõi theo mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả Cảm giác ấy cứ diễn ra suốt lúc ấy cho đến tận lúc Thành ăn chưa xong. Đang dạo trên vỉa hè tìm quán cà phê nào đó cho ổn một chút, thì chiếc xe hơi dừng lại trước mặt Thành, cánh cửa kính hạ xuống. Cậu thanh niên! Thành khừng lại quay ra nhìn, một người đàn ông trong bộ vest đen, mắt đeo kính dâm đen ngồi ở ghế sau đang nhìn Thành. Thành nhíu mày giơ ngón tay lên chỉ vào mình. Anh gọi em mà. Người đàn ông ấy không trả lời Chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Thành tiến lại Thành từ từ bước tới rồi cúi xuống nhìn vào bên trong Bên trong ấy còn có người đàn ông cũng mặc vét đen nốt Có chuyện gì không ạ? À? Ông chủ tôi muốn gặp cậu Câu trả lời của người đàn ông kia làm cho Thành ngớ người Thành đâu có biết họ là ai Tại sao lại muốn gặp Thành Ông chủ của anh là ai Tôi có quen biết không Không Về các anh nhầm người rồi tôi không biết các anh Phạm Nhật Thành mời cậu lên xe. Thành đứng hình tại sao ông ta lại biết tên của anh. Đột nhiên cánh cửa xe mở ra. Người đàn ông ấy ngồi xích vào bên trong để chống ra một chiếc ghế nhìn Thành. Mời cậu vào cũng muộn rồi, đi nhanh kẻo không có kịp. Người đàn ông này thực sự làm cho Thành tò mò quá. Nhưng không hiểu sao bây giờ Thành lại không e rẻ gì cả. Thậm chí còn không có ý định bỏ đi. Ngay lập tức Thành cúi xuống chui vào trong chiếc xe từ từ di chuyển thành ngồi cùng với hai gã áo đen kia suốt quãng đường anh có hỏi thêm về vị ông chủ bí ẩn đó nhưng hai người áo đen vẫn một mực im lặng sự im lặng làm cho thành tò mò tò mò đến mức khó chịu một lát sau thì thành nhận ra chiếc xe đưa mình ra ngoại thành khó hiểu thật đi đâu vậy đây thành bắt đầu cảm thấy nghi ngờ không biết là bọn họ có ý đồ xấu gì hay không Thành lén lút lấy điện thoại, bật GPS để soạn một tin nhắn, gửi kèm tọa độ với nội dung cầu cứu, để sẵn người nhận là xếp khuê. Đề phòng có chuyện gì bất chắc sẽ nhấn ngay. Không cần phải làm vậy đâu, chúng tôi không có hại cậu. Người đàn ông lúc này cất tiếng làm cho Thành giật mình, rõ ràng anh đã xoáy chiếc điện thoại kín lắm, sao gã ta có thể biết được chứ. Nhưng mà dù gì cũng đã chuẩn bị sẵn, nếu có chuyện gì thì Thành sẽ nhấn gửi cái tin nhắn kia đi ngay. Chiếc xe đi thêm một lúc thì ngừng lại, rẽ vào bên trong một khu công nghiệp. Thành cúi đầu nhìn xuống ra bên ngoài, khu công nghiệp Đắc Long. Chiếc xe đi thêm một lúc nữa thì dừng lại trước một tòa nhà, nhìn như nhà máy vậy, xí nghiệp gỗ Đắc Long. Thành ngước mắt nhìn lên cái bảng hiệu trên đầu rồi phì cười, có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? xí nghiệp gỗ ư ông chủ của xí nghiệp gỗ lại muốn gặp mình để làm gì chứ đang mãi mi suy nghĩ thì cánh cửa xe mở ra bên ngoài lại xuất hiện thêm một người đàn ông mặc vết đen nữa người này có vẻ lịch sự hơn ông ta nhìn thành rồi cúi đầu chào thành bước ra rồi cũng gật đầu chào lại mời cậu vào ông chủ đang đợi nói xong thì cả ba người đàn ông ấy ngoắc tay của thành đi vào bên trong cánh cửa cuốn được kéo lên thành bước vào bên trong Trái ngược với cái biển hiệu xí nghiệp gỗ ở bên ngoài thì bên trong này là một gian phòng rộng lớn và đặc biệt là nó trống rỗng. Cả gian phòng rộng chắc phải 300 mét vuông nhưng lại không hề có bất cứ thứ gì ở bên trong. Đèn bên trong sáng trưng Thành chưa kịp hỏi thì một trong ba gã mặc vét đen kia đã đi tới bức tường ở phía trước. Bây giờ Thành mới nhận ra trên ấy là một chiếc cửa thang máy. Thang máy mở ra anh ta quay sang nhìn Thành mời cậu vào Thế bây giờ Thành vẫn không biết là thứ gì cả Nhưng đã lỡ đến đây Phải đi đến cùng vậy Anh mở chiếc điện thoại nhìn vào Tin nhắn SOS vẫn còn Và đang sẵn sàng bất cứ lúc nào Thành bấm bụng từ từ bước vào bên trong Và bên trong Thành liếc mắt nhìn vào hàng số Trên bảng chọn thì giật mình Một dãy số kéo dài đến tận 20 Thành ngớ người Lúc nãy nhìn bên ngoài không phải là cái xí nghiệp này chỉ có một tầng thôi sao? Nếu vậy thì tầng ngầm rồi. Đây thực sự là nơi nào mà lại có thể xây dựng cơ sở hạ tầng tới mức như này. Thành ngước nhìn thang máy đang điểm ở tầng số 11 thì dừng lại. Rất nhanh sau đó thang máy mở ra. Cậu ra đi, ông chủ đang đợi. Thành nghe theo rồi bước ra, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Thì ra chỉ có một mình anh ra mà thôi. Thành quay ra quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng cũng trống trải, không khác gì so với cách sảnh ở trên kia. Nhưng mà đỡ hơn một chút là cả gian phòng rộng lớn này, có một bộ bàn ghế ở chính giữa. Thành đưa mắt quan sát kỹ hơn thì phát hiện, đằng sau chiếc bàn kia là một người đang ngồi ghế xoay lưng về phía của mình. Đang chăm chút quan sát thì bỗng một giọng nói vang lên. Tới rồi thì bước vào đây, đứng tin ngoài đó làm gì. Giọng nói phát ra từ người bí ẩn đây chắc là vị ông chủ được mấy gã vết đen kia nhắc tới. Thành từ từ tiến lại gần. Cái này... Thành đưa mắt nhìn lên bàn thì bất ngờ lắm. Trên bàn bây giờ là bộ hồ sơ của Thành. Bộ hồ sơ yếu lý lịch, kết quả học tập và một số giấy tờ khác. Thứ mà anh nộp vào ngành trước khi nhận đơn vị công tác. Kế bên ấy còn có một sấp hồ sơ. Tất cả đều có điểm chung là đóng dấu ở trên một dòng chữ đỏ. Đội 444. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thành vang lên. Thành đưa tay lấy nó ra khỏi túi rồi thốt lên. Xếp khuê. Thành liền bắt máy. Alo, uh, sếp gọi em có việc gì không ạ? À, Thành à, tôi vừa nhận được thông báo là hồ sơ của cậu được chuyển qua một đơn vị khác. Cậu đội 444 phải không ạ? À? Ồ, sao cậu biết hay vậy? Đúng rồi. Coi sắp xếp lại một bữa chia tay anh em đi. Nhận tin thì tôi cũng khá là hụt hẫng nhưng biết sao được chứ hả? Chỉ thị của cấp trên mà. Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn sếp Cửa gọi vừa tắt, Thành bỏ điện thoại lại vào túi quần. Ngước mắt nhìn lên nhận ra người bí ẩn kia đã xoay ghế lại, hướng mặt đối diện với Thành. Đây là một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, tầm hơn 50 thì phải. Ông ta đang nhìn Thành chằm chằm. Anh bối rối rồi chỉ tay lên bộ hồ sơ của mình ở trên bàn. Cái này là... là hồ sơ của cậu. Cậu nói chuyện vừa rồi chắc cậu cũng hiểu rồi chứ. Thành ngỡ người ra ấp úng. Tôi... Cái tên đội 444 này hết sức lạ lẫm với Thành, thậm chí là trong trí nhớ của anh không hề để lại một ấn tượng nào cả. Nếu là một đơn vị nào đó trong ngành thì lúc ở trong trường Thành phải nghe thấy các thầy cô nhắc qua chứ. Cậu có tin vào tâm linh không? Câu hỏi của người đàn ông kia làm cho Thành thực sự bất ngờ lắm, tại sao lại hỏi anh câu này, hay ông ta muốn thử mình? Tâm linh thì tôi không tin, mọi thứ trên đời này đều có căn cứ khoa học cả người đàn ông kia liền bật cười thành hoang mang lắm ông ta không nói gì nữa mà xoáy chiếc laptop đặt ngay bên cạnh bàn bước tới trước mặt của anh một đoạn video đang được mở trên ấy thành thấy một người phụ nữ đang ngồi trong tư thế xếp bằng rất nhiều người đang tụm lại xung quanh bà ta nhắm nghiền hai mắt lại trên tay thì cầm một đống hương đang được đốt khói từ hương tỏa ra mù mịt đám người kia xem ra có vẻ kính trọng bà ấy lắm chứ không phải là một đám đông hiếu kỳ đứng xem một lát sau thì bà ta lầm bầm gì đó ở trong miệng thành không nghe rõ lắm nhưng mà thấy mấy người xung quanh quỳ xuống rồi vái lại trông kính cẩn lắm đột nhiên mắt của bà ta mở ra chừng chừng bà đứng dậy chạy đi đám đông kia cũng vội vàng chạy theo bà ta cứ chạy rồi sau đó dừng lại trước một gốc cây khá lớn bà tiếp tục trừng mắt rồi dậm chân chỉ tay xuống dưới gốc cây rất nhanh sau đó gần chục người thanh niên chạy đến với cuốc sẻng ở trong tay họ hì hục đào gốc cây lên đoạn này được chỉnh sửa để tôi lại qua nhanh một lát sau thì thành thí biểu cảm của đám thanh niên lạ mặt ấy hình như họ đào được thứ gì ở bên dưới đột nhiên anh thấy có bọc gì đó được đem lên từ dưới ấy rồi mấy người ở trên quỷ xuống khóc lóc thậm chí có người còn nằm vật cả ra đất. Thành nhíu mày nhìn kỹ hơn thì giật mình, một cảnh quay cận cảnh cái bọc kia làm cho Thành nhận ra. Một cái hộp sọ người. Đoạn phim được người đàn ông kia dừng lại, ông ta đưa mắt nhìn Thành. Sao, cậu đã tin chưa? Thành vẫn còn giữ quan điểm của mình. Video này có thể là cắt ghép hoặc cũng có thể là có sự sắp đặt trước. Thật khó để tin tưởng. Ông ta tiếp tục nhoẹn miệng cười rồi lục trong đống giấy tờ trên bàn ra một bộ hồ sơ đi cho Thành. Cậu đọc đi. Thành đưa tay cầm lấy bộ hồ sơ kia rồi mở ra. Hồ sơ ngoại cảm. Thành nhíu mày nhìn tiêu đề rồi lật trang đầu tiên. Họ và tên ngày mùng 5 tháng 1 năm 2004 tìm thấy liệt sĩ Võ Thành Tâm hy sinh tại thành cổ Quảng Trị năm 1954 kèm theo bên dưới là một vài hình ảnh được chụp lại nhìn vào cũng không khác gì đoạn video mà thành đã được xem thành đưa tay lật qua trang thứ hai lại là một người khác nhưng cũng là công việc tương tự đó thành lướt qua một lượt những trang sau nội dung đều tương tự như vậy đang bối rối thì một bộ hồ sơ khác được đặt xuống đọc cái này luôn đi thành nhú mày cầm bộ hồ sơ kia lên rồi lật ra Đối tượng Trần Thành Nhật Chết ngày 7 tháng 4 năm 1993 hung thủ trực tiếp gây ra vụ án Giết người trói hồn năm 2002 Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Đọc tới đây thì Thành dừng lại Cách gì tôi có đọc nhầm hay không? Người này chết năm 1993 Nhưng sao lại có thể gây án vào năm 2002? Có cái gì đó sai sai? Thành ngước lên địch nói thì người đàn ông kia giơ tay ra hiệu bảo Thành tiếp tục đọc. Anh lật tiếp ra trang thứ hai. Đối tượng Trần Thanh Trang, hung thủ trực tiếp gây ra vụ án, giết người luyện bùa ngày 14 tháng 1 năm 2007. Thành lật thêm những trang tiếp theo, nếu không liên quan tới ma quỷ thì cũng là những vụ án của những vị tự xưng là thầy bùa. Ở mỗi trang đều có hình ảnh của những vụ án đó, những cái chết thực sự gây sợ không giống với những tử thi mà thành đã từng gặp qua những hình ảnh này giống như những bộ phim kinh dị thì đúng hơn cậu thấy thế nào bây giờ giải thích cho tôi nghe những cái chuyện này theo khoa học đi trước câu hỏi của người đàn ông kia thì thành ấp úng ông ta nở một nụ cười rồi nói cái mà cậu cầm trên tay chỉ là thống kê và sơ lược qua để tôi cho cậu xem mà thôi hồ sơ đầy đủ của từng vụ án thì nhiều và lớn lắm Nói xong thì ông ta giơ tay chỉ xuống chiếc ghế trước mặt ra hiệu cho Thành ngồi xuống. Anh ngồi xuống tay vẫn không rời tập hồ sơ đó. Thực sự có ma quỷ trên đời sao? Thành hướng mắt nhìn ông ta, ông gật đầu rồi nói. Có chứ, nhưng mà chung quy lại. Những thông tin này không nên để lọt ra ngoài. Nó sẽ gây nên sự hỗn loạn trong xã hội. phệ đội 444 này làm là biệt đội phòng chống và phản ứng nhanh trước các hiện tượng siêu nhiên và tâm linh thành khựng lại mất vài giây trước cái tên dài ngoằng ngoèo đó người đàn ông ấy tiếp tục phì cười để cho ngắn gọn thì cứ gọi chúng tôi là biệt đội bắt ma biệt đội bắt ma ư thành đang trong một trò đùa nào đó phải không sao lại cứ cơ quan như vậy ở trên đời thành khựng lại mấy giây rồi hỏi ông ta vậy tại sao thành lại ở đấy người đàn ông kia đứng lên tay châm điếu thuốc lá rồi phì phèo cậu vẫn chưa hiểu ra sao cậu vẫn chưa nhận ra cơ thể của cậu có điều gì đó khác hay sao? Thành lắc đầu, ông ta rít một hơi thuốc nhìn Thành. Thế cậu vẫn nghĩ là đám người cưỡi ngựa hôm trước, bà cụ tới qua trên xe buýt và đứa bé gái trên đường là người sao? Thành đột nhiên cứng đờ người, từng đợt lạnh chạy dọc sống lưng. Tại, tại sao ông biết? Ông ta tiến lại gần đặt tay lên vai của Thành. Kinh nghiệm trong nghề cho tôi biết được rằng, một người trải qua tai nạn kinh hoàng như cậu, cậu biết cậu chết đi sống lại bao nhiêu lần không thường thì những người như thế sau khi tỉnh dậy sẽ khai mở được một vài năng lực siêu nhiên và cậu không nằm trong ngoại lệ đó vậy là các người đã âm thầm theo dõi tôi sao tôi có một mạng lưới các điều tra viên họ phân bố khắp các bệnh viện lớn đưa những người như cậu vào diện tình nghi rồi sau đó sẽ theo dõi từ từ lẽ ra những người khác thì cần thời gian lâu hơn để xác minh và huấn luyện nghiệp vụ nhưng mà cậu có sẵn tất cả Cho nên là hôm nay tôi quyết định gọi cậu tới Thành liền ngớ người Thì ra anh đã bị theo dõi từ mấy ngày hôm qua Nhưng mà ông ta đã nhắc đến những người kia Thế những người tôi gặp là Đúng họ không phải là người còn sống Đám người cưỡi ngựa kia là quân lính Từ thời quang trung Nguyễn Huệ tiên đánh quân thành Họ là quân Tây Sơn đã tử trận Còn bà lão và đứa bé gái kia Thì đều là những hồn ma vất vượng càng nghe ông ta nói thành lại càng cảm thấy như những gì anh biết trước đây đều trở nên vô nghĩa thành nhìn ông ta rồi nhíu mày tôi thực sự là không có chút tin tưởng nào về việc này cả và tôi không hiểu tại sao hồ sơ của tôi lại nằm ở đây tôi là người của ngành tôi có nhiệm vụ là truy bắt tội phạm bảo vệ an toàn cho người dân mà thôi nói xong thì thành quay lưng bỏ đi cậu có thể từ chối công việc này nhưng bất cứ lúc nào cậu muốn hãy gọi các visit ở trong túi áo đó Thành giật mình nhìn xuống túi áo của mình Một tấm cả visit đã ở trong đó từ bao giờ Thành không nói gì cả Đưa tay bấm nút mà thang máy Rồi bước vào trong đó <laughs> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.